Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh ô tô của Sài Gòn nha. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và may mắn. Rồi, đây là kênh mua bán xe đã qua sử dụng. Đó, những anh chị và các bạn nào có xe muốn bán thì hãy liên hệ cho em ngay qua số điện thoại em để trên màn hình 0933 993 122. Hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả mọi người một mẫu xe mà nếu mà mọi người đang quan tâm đến, đó chính là chiếc Hyundai i10, xe màu bạc biển tĩnh. Đây là phiên bản sedan, hộp trang bị động cơ là 1.2 lít, hộp số tự động ha. Ở đây là phiên bản sedan. Đây là phiên bản cao nhất của Hyundai i10, là một phân khúc hạng A nha, được so sánh cùng với Kia Morning nè. Rồi là Toyota Wigo hoặc là Honda Brio. Ở đây là phiên bản sedan rộng rãi. Xe này thì tương đối là tiết kiệm và tất cả mọi người mua về, nếu mà trả dịch vụ thì sẽ là rất là nhanh thu hồi vốn nha. Xe này là của bên Auto Xuyên Việt nha mọi người. Đây là showroom Auto Xuyên Việt tại số 46 đường GS4, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay phía sau Bixi Dĩ An Bình Dương ha. Ở xe này thì được sản xuất 2019 ha. Ở sản xuất 2019 và hiện tại thì order đi được là 54.000 km, nhưng xe còn rất là chắc. Về tình trạng xe thì bên em cam kết là hỗ trợ mọi người test hãng thoải mái luôn, test bất kỳ nơi nào mà mọi người cho là uy tín nhất. Ở trang bị thì mâm đúc nè, mâm đúc đa chấu có đường kính là 14 inch. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tang trống. Xe này thì 4 lớp theo xe, 4 vỏ theo xe ha, còn rất là sâu. 54.000 nhưng mà đi còn rất là kỹ, chủ đi rất là giữ gìn. Ở lườn xe nè, còn nguyên bản chưa sơn nè. Ở nước sơn màu bạc. Trên gương hậu thì có tích hợp đèn xi nhan báo rẽ ha. Xe này đã được vệ sinh sạch sẽ rồi. Tay nắm cửa thì được mạ chrome đó. Mà cờ rơ màu bạc thì nó sáng hẳn. Keo chỉ thì em sẽ không quay kỹ ha, tại vì xe này bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi, bao test hãng thoải mái. Về tình trạng đâm đụng ngập nước, động cơ thì hộp số là nguyên bản ha. Hỗ trợ khách hàng test xe luôn, kiểm tra xe tại hãng, tại vì xe bên em không lỗi nên vấn đề đó bên em hỗ trợ không sao hết. Xe này chỉ trang bị hai túi khí thôi ha mọi người. Ở xe trang bị hai túi khí, màn hình cảm ứng nè, hệ thống điều hòa điều chỉnh cơ thôi. 1.2 lít hộp số tự động 2019. Em xin công bố luôn xe có giá bán là 378 triệu. 378 triệu ha, giá này vẫn còn thương lượng khi đến xem xe trực tiếp ha mọi người. Trang bị đầy nổ startup nè, vô lăng thì tích hợp với nút điều khiển volume ha. Đây, đồng hồ đi được 54.000 km. Ghế thì ghế nỉ pha, có ghế da và pha nỉ ha. Ở trần xe còn rất là mới nè. Ở phanh sau là phanh tang trống bình thường. Ở xe còn rất là đẹp ha mọi người. Đã trang bị 4 cảm biến va chạm phía sau, có tích hợp sẵn camera lùi nè, rất là an toàn ha. Hyundai i10 là một dòng xe cỡ nhỏ, đi gia đình, chạy dịch vụ rất là tiết kiệm. Xe này thì bao đẹp, không lỗi nha mọi người, đã hỗ trợ test hãng thoải mái, vẫn còn hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%. Đó, vỏ xe nè, lớp dự phòng chưa lăn bánh ha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Quý anh chị và khách hàng mua xe bên em hãy yên tâm, bởi vì bên em xe rất là chắc, rất là đẹp, hỗ trợ test hãng mọi nơi, bất kỳ nơi nào. Bởi vì xe mình không lỗi thì bao test hãng thoải mái. Giá thì 378 triệu. Vẫn còn thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Đó, trang bị cái da pha nỉ.
để copy đi ha, coi từ đầu phía sau này. Ở tập bị cửa nè, xe thì được vệ sinh rồi, chỉ cần vệ sinh hơi dơ bụi một xíu ha. Nó xe thì chỉ dơ bụi một xíu thôi, vệ sinh sạch sẽ trước khi giao không sao hết. 378 triệu ha. Ở vô lăng còn rất là đẹp, chưa có bị bong chóc gì hết. Còn thẻ nhắc nhở bảo dưỡng đây. 2019 thì vẫn còn bảo hành của hãng nha mọi người. Đó, xe này vẫn còn bảo hành của chính hãng Hyundai toàn quốc. Đó, trái đèn còn rất là sáng ha, không có bị ố vàng hết. Đó, đèn pha halogen bình thường. Vẫn có đèn gầm phía dưới đây. Ở xe này biển tỉnh nhưng mà bên em hỗ trợ bao gút hồ sơ nha. Đó, bao gút hồ sơ về thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh khác ngoài biển 62. Bên em sẽ bao gút hồ sơ. Rồi, đây là khoang máy của Hyundai 10 ha. Dung tích động cơ 1.2 lít hộp số tự động bản sedan, bản cao nhất của Hyundai 10. Xe được sản xuất 2019 nha mọi người. Động cơ đang nổ đây. Đó, động cơ đang nổ nè, bên trong em mở máy lạnh. Động cơ dòng tua máy cao nhất luôn, nổ rất là êm. 1.2 lít thì đi rất là tiết kiệm ha. Nếu mình chạy dịch vụ thì sẽ rất là tiết kiệm, rất là kinh tế luôn. Gọn nhẹ, chạy trong thành phố rất là khỏe, xoay sở dễ dàng. Nếu mà phụ nữ hay là gia đình đi thì cũng thoải mái. Xe thì bao đẹp, bao bao chết hãng. Đó, vẫn giá là 378 triệu, vẫn còn thương lượng khi đến xin xe trực tiếp. Vẫn còn hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% ha. Đó, mình xin xe trực tiếp tại số 46 GS4, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phía sau Bixi Dĩ An Bình Dương ha. Đó, địa chỉ cũng rất là dễ để mà tìm trên Google Maps. Rồi, 378 triệu ha, các bạn nào quan tâm thì liên hệ cho Toán ngay qua số điện thoại 0933993122. Giá 378 triệu còn thương lượng cho mọi người nha. Đó. Rồi, các bạn hãy yên tâm mua xe bên em, bởi vì xe bên em rất là chất, rất là đẹp và bao test hẳn mọi nơi, bất kỳ nơi nào. Và giá thì vẫn còn thương lượng cho mọi người. Rồi, các bạn đừng quên hãy đăng ký kênh và bấm vào nút chuông ngay phía bên dưới để được theo dõi mẫu xe mới bên em cập nhật thường xuyên nha. Đến đây xin nói là chào tạm biệt. Bye bye.